Chào tất cả mọi người nha, mình là Bill Sagui đây. Thì ở trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là hai song đấu nha, với Găng Bà Lăng, Lee Sin cũng như là Kayle. Và mình cũng đang muốn là một cái form bài meta tướng một vàng carry đang rất là mạnh luôn đó nha. Đó chính là bài Kayle siêu nhân carry meta nha mọi người. Và trước khi mà mình làm video meta là mình cũng sẽ để một link độn chuẩn ở phía dưới á, để cho mọi người cùng xem qua tham khảo. Thật sự thì cái form bài này á, nó rất là dễ chơi luôn, nhưng mà anh em cần phải có một cái điều kiện bắt buộc, đó chính là nâng cấp tướng Kayle của mình đang có nè. Đó chính là cảnh giới thượng nhân nha mọi người. Ở cấp 1 sao Kayle được cộng thêm tới tận là 50% tốc đánh nha. Móc 2 sao được cộng thêm 2 ô tầm đánh. Và móc 3 sao được thêm 2 tia gây thêm sát thương nha mọi người. Sát thương mình nhớ không nhầm là 50% sát thương cộng thêm với mỗi 2 tia. Đó, bắt buộc phải có nha mọi người. Mình nhớ không nhầm thì con Kayle này có hai cái lõi nó cấp tướng lận, một cái thì là thiên hỏa kiếm nữa. Nhưng mà cái đó nó sẽ cộng cho tướng đồng minh xung quanh thôi, cộng tốc đánh thôi mọi người ơi, rất là cù bắp luôn á. Nếu như mọi người mà muốn chơi được một cái form bài Kayle carry như thế này thì phải có một cái nâng cấp tướng, đó chính là cảnh giới thượng nhân nha, với Kayle 3 sao và 3 đồ đẹp nha mọi người, thì phải gọi là siêu mạnh luôn á. Và những cái meta này thì mọi người đừng lo nha, không phải là mình tự chế ra đâu, cái này là mình đi tìm hiểu được ở rất là nhiều nguồn luôn á, từ bên Trung Quốc, Hàn Quốc, Bắc Mỹ, châu Âu, về những cái giải đấu nè, hoặc là những cái web nha mọi người, cập nhật meta liên tục luôn. Và mình cũng hay xem streamer bên Việt Nam nè, bên nước ngoài nè, những ông top thách đấu á nha, nên mọi người khỏi cần phải lo về cái độ hiệu quả khi mà chơi cái form này để mà leo rank nha. Nó chắc chắn là hiệu quả luôn, nhưng mà anh em hãy nên lựa chọn khi nào mà nó độ anh em. Đó, giả bộ Kayle ra sớm, có nâng cấp tướng nè, và một cái đội hình có những cái lõi có thể là roll được tướng á, thì nên chơi. Trên những cái bài 1-2 tiền á thì mình nghĩ là spam được có mỗi bài Yumi thôi. Đó, chứ thật sự là anh em hãy nên lựa chọn những cái nào mà nó tự ra cho mọi người. Đây, ông này là nâng cấp tướng Kayle mà thiên hỏa kiếm nè mọi người á, tăng tốc đánh cho hai tướng đồng minh ở xung quanh. Cái này không phải là Kayle carry, mà cái này là Kayle support rồi. Còn lõi nâng cấp tướng của mình á, cảnh giới thượng nhân nha, mới là Kayle carry. Thì với cái lõi này mọi người sẽ bắt buộc roll Kayle 3 sao nha. Và tướng một vàng thì chắc chắn rồi á, mình sẽ thường solo roll ở tầm level 5 là ok nhất. Xong rồi sẽ roll kiếm thêm cả Găng Bà Lăng, Lee Sin với lại là Ma Phai luôn, là hợp lý nhất nha mọi người. Tại vì tộc hệ siêu nhân này khi bỏ vào thì toàn bộ đội hình nha được cộng thêm 20% cái lượng sát thương. Và với mỗi một vị tướng là được 3 sao á, thì nó sẽ cộng được thêm 5% cái lượng đam nữa, cực kỳ bá luôn. Hiện tại là mình đã lên được một cái lõi nâng cấp tướng Kayle rồi, nhưng mà tướng á mình chưa có lượm nha. Tại vì đây là một cái mẹo mà mình đã chỉ anh em khá là nhiều lần rồi á. Tướng khi mà anh em lấy được từ lõi nó sẽ không tính vào trong kho tướng khi mà anh em chưa lượm. Nên mọi người cứ để đó đi. Cái này nó giống như là một cái Neko Free vậy đó. Khi nào anh em đủ 8 con tướng rồi, anh em lượm nó một phát thôi là chắc chắn luôn nha, lên được 3 sao. Không cần phải roll, không cần phải tốn Neko, cái này y hợp một cái Neko thu nhỏ vậy đó. Nhưng mà phải là tướng Kayle nha mọi người. Hoặc là nếu như lúc đầu game á, anh em có hai con Kayle sẵn rồi và muốn snowball, muốn tiếp tục giữ cái chuỗi thắng á, thì có thể lượm sớm cũng được. Nhưng mà tại vì trận này nó ra cho mình đúng một con ở đây mà, nên bây giờ mình lượm sớm hay lượm trễ cũng như không rồi, vẫn là hai con Kayle thôi. Và tầm này nếu như mà có cái Kayle 2 sao á thì cũng không ngon, tại vì mình đang chơi chủ thua mà, thua 3 trận rồi đó. Ui, cái này thắng hả? Ông này là nâng cấp tướng Asta. Cái trận này sẽ là bộ môn của Slow Roll nha mọi người. Tại vì tất cả anh em đều lấy nâng cấp tướng một vàng cả. Ông kia thì Ash, mình thì Kayle, ông kia cũng là Kayle luôn. Và Wukong các kiểu nữa. Nhưng mà có thể là nhiều người chơi kiểu khác á, người ta dùng cái lõi này đếp máu nha. Xong rồi lên level 8, level 9 chơi một cái form bài Exodia thì cũng khá là hiệu quả. Mà với những cái lobby nào mà ra nâng cấp tướng một vàng như thế này á, mà muốn giữ máu đầu game để chơi phân bài Exodia, nó phải gọi là thử thách hơi bị khó đó nè mà. Thử thách hơi bị khó đó nha. Tại vì tầm này người ta roll, người ta đẩy máu ác lắm. Đây, ui, cộng BO tầm đánh luôn mọi người. Cái này là mình nhầm nha. Mình nhầm anh em ơi. Cộng 50% tốc đánh, cộng thêm BO tầm đánh, và gây thêm 2 tia sát thương nha, lên tới là 50% đam. Wow, BO tầm đánh đó mọi người ơi. Cái này là chỉ cần lên được Kayle 2 sao thôi á, là nó đứng ở nhà của mình nha, cái ô thứ 4 nó quạt nhà người ta ở ô thứ 4 luôn là vẫn được. Uầy, ảo quá vậy. Hôm nay là nâng cấp Bobby quạt được không? Không được rồi.
Hồi nãy trận kia thua luôn là đẹp anh em ơi, tự nhiên thắng lại cay thế nhờ. Thua luôn là mình được chủ thua 5 trận rồi, là được thêm 3 vàng tiền lãi ngay ra quái này anh em. Trời ơi, móc chuỗi thắng chuỗi thua ngay đúng ra, ngay đúng cái ra quái này đúng là cay thật sự á. Không còn gì để mà diễn tả. Ok không sao. Hiện tại lịch đăng video của mình nó sẽ là hai cái một ngày nha, một cái là về meta nè, một cái sẽ là về thử thách cũng như là đồ dị á. Và mình đăng meta hàng ngày luôn nha mọi người. Nên nếu như anh em mà muốn theo dõi thêm những cái meta mới nhất và được cập nhật hàng ngày á, thì hãy đừng quên để lại một like, đăng ký kênh nha, cũng như là bấm cái chuông nữa để nhận thông báo mới nhất. Động lực phải gọi là siêu siêu lớn luôn á. Ước mơ và cái kế hoạch của mình nó sẽ là tiếp tục lên 1 triệu sub nha. Và mong anh em sẽ cùng đồng hành với mình ở trong cái khoảng thời gian này. Và mọi người đừng quên đó, là cái kênh Bíu của mình đó, làm về chủ đề Liên Minh Huyền Thoại thì cũng đã bắt đầu cơm bách lại rồi. Mọi người nào muốn theo dõi thêm những cái chế độ URF hoặc là chơi Liên Minh Meta các kiểu á, thì đừng quên ghé qua kênh đó nha, kênh Bíu thôi. Ma Phai Găng Bờ Lăng. Ok, mình sẽ bắt đầu mình slow roll thôi mọi người. Lượm luôn cây ly 2 sao nha. Mình sợ là không lượm sớm á thì thật sự là đếp máu không nổi đâu. Thà là hồi nãy chủ thua á, mình không lượm, chứ bây giờ đã mất chỗ thua rồi thì nên lượm một tí để mà đếp máu. Tại vì mình trận này mình chết sơ qua rồi. Anh em chơi siêu nhân á thì nhiều, nhưng mà chơi cây le thì ít. Với cái form bài siêu nhân này thì mình thấy là càng nhiều 3 sao là càng tốt. Còn không lên được á thì hãy cố gắng lên được cây le 3 sao thôi là ổn rồi. Ông này là nâng cấp Silas với Wukong Carry à. Sao đi chung với thần dép như thế này. Đây cây lây 2 sao đó quả ác lắm nha mọi người. Đừng đùa. Quạt kìa. Chiến chưa. Sao hụt công này nó trâu dữ vậy. Những cái trang bị cây lây mà mọi người có thể lắp như là bàn tay công lý, gì khổng lồ, cuồng đao các kiểu nha, là ngon nhất rồi đó. Hoặc là ba ti nữa. Thế thì lắp thêm cái ba ti nữa. Quạt cho nó chiến. Băng chờ mà hàng chờ với lại là tiên chi à. Lấy cái hàng chờ đi mọi người ơi. Kiếm siêu nhân 3 sao cho nó dễ. Nói chung là chơi những cái phân bài siêu nhân á thì mình cũng sẽ ưu tiên lấy những cái lõi nào mà nó roll tướng dễ hơn, hoặc là nó giúp cho mình nó được tướng 3 sao nhiều á, thì mình cứ lấy thôi. Và cái hàng chờ này chính là một trong số đó. Ui cái Yasuo nè, bỏ vào luôn nha. Yasuo này thì cũng là một cái vị tướng carry khá là chiến báo đó, nhưng mà bắt buộc phải có nâng cấp tướng Yasuo luôn. Và mọi người cũng nên chơi cái bài này trước khi mà nó cập nhật phiên bản mới nha. Tại vì cập nhật phiên bản mới á, mình nghĩ là còn tầm gần một tuần nữa thôi thì nó sẽ nớp thảm cái bài siêu nhân này luôn á. Và sẽ cơm bách lại những cái vị tướng 4 vàng, 5 vàng carry với những cái form bài Exodia khác. Kaylee quạt được hay không đây. Ráng ráng cái chủ thắng coi. Ông này là The Raven siêu nhân hay sao nè mọi người ạ. Đang chơi siêu nhân thần dép với lại là The Raven 4-5 con luôn kìa. Ủa Kaylee quạt được nha. Rồi bắt đầu cơm bách chủ thắng thôi. Kaylee 3 sao sớm một tí là ngon. Không có Kaylee rồi. Có Fiora nè. Khó nhờ, bây giờ roll khoai đấy. Phiêu ra 2 sao. Ok, thanh Yasuo liền luôn nha. Có Yasuo tiếp nè. Lại là Yasuo 2 sao. Mày hai con này nó chôn mình nó sao quá anh em. Hay là bỏ vào random luôn ta. Mày cả Yasuo với lại là cả Phiêu ra á, mình cũng cần. Tại vì cái form bài này á sẽ đi chung với siêu nhân và 4 song đấu nha. Ít nhất là 4 song đấu nha mọi người. Còn mọi người nào muốn có ấn này chơi lớn hoặc là có những cái gì đó tăng thêm sức mạnh đó thì kịp đi chung với 6 song đấu nó cũng khá là ổn. Đây ông này là Kaylee nhưng mà chơi đạo chích rồi. Rồi luôn chủ thắng 3 trận tuyệt vời. Như mình đã nói nha anh em ơi, trang bị Kaylee á sẽ là những cái trang bị như là bàn tay công lý, diệt khổng lồ, cuồng đao, ba ti, nó sẽ là ngon nhất á. Nhưng mà cũng tùy trường hợp nữa, anh em có kiếm được đồ chuẩn hay không thì mới gọi là lắp được chưa. Cái này cũng hơi xui lắm.
Tại vì mùa 8 này sẽ không còn điểu rồng thần nữa. Chứ mình nói thiệt, mùa 7 á, kiếm đồ chuẩn phải gọi là dễ vãi chuẩn ra, khi mà cái tận là hai cái điểu rồng thần ở rau 3 chấm và 4 chấm. Nên mùa 7 á, là mình làm meta là mình sẽ luôn luôn yêu cầu anh em là có đồ chuẩn nha. Chứ còn bây giờ thì đồ đẹp một tí xài được là ok rồi, không cần phải là ba món đồ như là sách giáo khoa đâu, khá là khó kiếm. Không ra cây lê à, có ma phai nè, có u công nè, gông bà lăng, Jesus. Ui, không ra một con cây lê nào luôn anh em. Cái gì đây, không ra luôn. Rồi như là hỏng người rồi. Không được rồi, không được rồi. Hiện tại là mấy bữa nay nè mọi người, mình cũng đang hơi bị cảm nha, với sổ mũi các kiểu á, đau họng nữa. Nên nếu như mọi người mà thấy mình bình luận giọng có hơi khác thì mong anh em thông cảm nha. Bây giờ bị sổ mũi các kiểu anh em. Thời tiết dạo này nó cứ thay đổi, nó cứ nóng xong rồi lạnh, nóng xong rồi lạnh, khó chịu quá. Ui, Bobby nó quăng chết. Ờ, chưa chết, chưa chết. Ui, chưa chết. Come on. Được nha, được nha, được nha. Ui dồi, Kaylee nó quạt Bluetooth như vậy thì thằng nào mà đỡ được. Trời ơi, Bobby nó quăng xém chết Kaylee luôn mọi người. Lại không ra Kaylee rồi. Kaylee một con nè. Phải bán tướng thôi. Có găng bà lăng đó ta. Khó nhò. Bán Jesus thôi anh em. Lạ ra Jesus vừa mới bán xong. Lee Sin nè. Ôi dồi, càng này. Ui, Phil ra. Oh shit. Cái hàng chờ Pandora này á, nó vừa có lợi mà nó vừa có hại nha mọi người. Khó chịu thật sự. Mình phải roll kiếm Ma Phai 2 sao để đỡ tốn slot này mà nó không ra. Cái đó. Oh no. Ron là thấy là hơi bị bực mình rồi đó. Xui quá anh em ơi, Ron xui quá. Mất luôn cái chỗ thắng rồi. Trời ơi, tầm ra 4 chấm rồi mà tướng một vàng carry của mình vẫn là 2 sao như thế này, mới có một trang bị rồi. Thì đánh đấm ai nổi trời ơi. Ô, Ramafire này tuyệt vời. Hợp lý. Mình đang muốn nuôi cái cây lê, găng bờ lăng, phiêu ra, ma pha, ly sinh, giê xu. Ít nhất là phải 6 con tướng đó. Nhưng mà mình mới lên vào 5 mà. Slot thì chưa đủ, tiền cũng chưa có anh em ơi. Nên mình cũng đang khá là phân vân và đang timeline một tí á. Nếu mà hên thì nuôi được cả một đám. Đây lưng, ui cung gỗ này ngon. Ui gậy luôn anh em ơi. Găng à, găng này mình có rồi. Đây rồi cây le, ok. Găng bà lăng nè. Tiếp tục chờ thôi anh em ơi. Thử xem cái lõi thứ ba là cái lõi gì nha. Chắc chắn sẽ là một cái lõi vàng hoặc là một cái lõi kim cương đó. Tại vì cái lõi nâng cấp tướng mà xuất hiện ở ngay round 2.1 thì mình sẽ luôn luôn khẳng định nó luôn là một cái lõi bạc nha. Và cái lõi thứ hai cũng là cái lõi bạc rồi, nên sẽ không có chuyện nào mà có thể xảy ra được cái lõi thứ ba là lõi bạc cả. Chỉ có thể là vàng hoặc là kim cương thôi. Và mình mong cái đó là với trúng thưởng hoặc là quà trò chơi gì đó, được thêm vàng các kiểu nha mọi người. Hoặc là được run free á, hoặc là xúc sắc ma thuật cũng được. Để rất là còn luôn. Tầm này tướng một vàng carry mà mới có 2 sao à, thì hỏng người ơi mọi người ơi. Tại vì thường thường á, tướng một vàng carry là phải tầm ra 3 chấm mấy á, phải lên được 3 sao cơ mới cái carry được. Này hơi khó. Bởi ba nào. Hi hiệu xong đấu à. Chắc là phải lấy thôi. Chứ hai cái kia có cái nào lấy được đâu. Này lắp chai ta. Lắp tạm ly sinh đi mọi người. Cái ba siêu nhân với lại 4 xong đấu. Lại vừa Jesus vừa gắn bờ lăng. Khó chịu thật sự. Ui, nó ra cho mình tận 2. Ui, tận 2 cây ly rồi em. What? Hơn người ta. Hơn anh em ơi, hơn. Găng bà lăng nè, wow, may mắn nha, ma pha luôn nè, wow. Rồi lẹ cây lê ba mọi người ơi.
MyFi nè, cho nó đỡ tốn slot á. Đây rồi, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Pha đó mà không roll kiếm con Kaylee 3 sao lẻ á, là mình sẽ bị đổi những con tướng như là Yasuo, Lee Sin hoặc là Gang Bà Lăng á, mà mình không muốn chút nào cả. Cái trận này roll siêu nhân khó là tại vì ít nhất là 3 nhà chơi luôn nha, tính cả mình luôn á mọi người. Nó roll khó vãi. Ông này là cấp form bài The Raven siêu nhân carry, nhưng mà nó cấp tướng lại là Wukong. Nhưng mà nó cấp tướng Wukong của ông này á, lại là nó cấp tướng Wukong cá nhân, chứ không phải là cho đội hình, thế nó mới ác. Lạ ra Kaylee, bây giờ mình không có cần Kaylee nha. Bạn ra tính toán như thế nào, ra đúng tướng cho mình ngay. Giờ kiếm Mafai 3 là dễ nhất nè, chỉ còn một con đó thôi. Cái con tướng mà mình chưa lụm á, là con Yasuo nha mọi người. Là con Yasuo á, hồi nãy lấy cái ấn được Yasuo với lại là cái ấn xong đấu. Nếu như mọi người nào mà có góp ý gì về cách mình bình luận chơi game hoặc là làm video á, anh em phải cứ góp ý vào phía dưới thôi. Mình biết là mình còn còn phải sửa đổi rất rất là nhiều chỗ. Mà phải hai đồ tăng nè, khá là trâu. Trời ơi, cái này bay sao quạt lan không anh, thấy không? Quạt lan kìa, ác không? Đấy, quạt lan thêm được tận 2 ti nha mọi người ơi. Và mỗi ti được 50% sát thương. Kinh khủng chưa? Có kiếm bếp hay không đây? Ui, kiếm bếp như là Mafai cầm kiếm bếp thôi chứ. Khó vậy ta. Mình đang muốn lắp cái gì khổng lồ á nha mọi người, nhưng mà là Mafai này về là Mafai 3 luôn á chứ. Ây da, khó vãi ra anh em. Thề. Ây da, không tới lượt mình luôn. Không tới lượt mình luôn chứ khó khăn khắn khăn khắn khủng cái gì. Không lấy được tướng luôn á chứ. Đang rất là cần kiếm bếp nha. Tại vì trận này á, có quá là nhiều người chơi. Cái phơm bài slow roll tướng một vàng nên 3 sao càng nhiều, máu nó càng nhiều mà mình vẫn còn cái gì khổng lồ. Là lên mà 6 roll nè mọi người ơi. Tại vì mình sẽ roll kiếm những con vị tướng 2 vàng á. Còn mỗi găng 15 là 1 vàng thôi. Còn mỗi găng 15 là 1 vàng thôi mọi người. Làm Yasuo nào. Ok. Chở ra đông tướng đi. Đây, phần bài khá là đẹp rồi nha. Bây giờ mình chỉ cần tích tiền và lên level 7 thôi. Roll kiếm hết tướng xong lên level 7 nha. Kịp 6 xong đấu và là ổn. Thường những cái phần bài siêu nhân như thế này thì mọi người sẽ roll tới chết luôn ở level 6 để kiếm cái phần bài là 3 siêu nhân, 4 xong đấu và càng nhiều 3 sao là càng tốt. Sau khi mình lên được rồi thì anh em có thể lên level. Tại vì trận này mình đang được một cấn xong đấu á, nên nhìn nó có hơi cấn cái năm xong đấu một tí. Nó không là đẹp rồi. Lạ ra cây lè. Cây thích nhỏ. Ô, ra được con phiêu ra kìa. Nhưng mà không đủ slot rồi. Lúc đầu game sao không ra cây lè nhiều như vậy đây. Lúc mình lên được 3 sao rồi thì nó mới ra nên cây thật. Mình roll kiếm phiêu ra. Ui Yasuo, what the hell. Yasuo 3 nào. Ui Mafai 3 mọi người. Đỡ. Thế là có slot chơi rồi. Yasuo một con nữa nha. Rồi tiếp tục roll kiếm Yasuo phiêu ra và găng bài lăng nào. Phơm bài 6 tước 3 sao được cộng thêm tới tận là 30% sát thương. Tại vì một con 3 sao được cộng thêm 5% nha mọi người. Ông này là Yumi Kari á, Kaylee nó quạt kìa. Và Kaylee này á, mới chỉ có một trang bị lớn thôi á. Tưởng tượng mà nó cầm 3 trang bị lớn đi, bá đạo như thế nào. Và mình nhắc lại nha mọi người á, kênh của mình chỉ là hướng dẫn cơ bản thôi. Là cho anh em biết mặt tướng, biết cái form bài đó chơi như nào. Và mình hướng dẫn cách build đồ hình nè, tướng nào carry và lắp đồ trang bị như nào thôi ha. Chứ mình sẽ không có hướng dẫn nâng cao nha mọi người. Hướng dẫn nâng cao á, thì đó là trình độ của mỗi người rồi, và anh em phải chơi nhiều á
thì mới ok được, chứ xem lý thuyết không thì cũng không được. Đây sắp bay sau hết cả rồi nha, tuyệt vời mặt trời luôn. Form bài này nha mọi người, được cái ông top thách đấu bên Trung Quốc kia đang đánh giả nha, đánh giả bên Trung Quốc luôn á. Sử dụng cái bài này lọt top hoặc là top 1 rất là nhiều lần luôn. Mạnh lắm anh em, nhưng mà bắt buộc phải có nâng cấp tướng Kayle. Phải có nha, không có là Kayle carry không nổi. Tại vì tướng Kayle á, nó không phải là tướng carry đem mục tiêu anh em ơi. Nó gây sát thương đơn mục tiêu nha, nhưng mà với cái lõ này nó gây thêm tận 2 cái tô, hai cái ô sát thương lan ra ghê lắm. Không có kiếm bé luôn mà, khó vậy ta. Thôi nó có 3 ti thôi mọi người ơi, không có kiếm BF luôn á, thề khó vãi. Đây lý do mình nói á, ở mùa 8 này tướng carry không cần phải đồ chuẩn như sách giáo khoa nha. Tại vì muốn kiếm đồ chuẩn á, nó phải gọi là siêu siêu khó luôn á. Không còn điểu đồng thần nữa nha mọi người. Nên mình có đồ gì á, thì mình lắp đồ đó thôi. Như cái trận này là mình đang lắp tận là hai cái bàn tay công lý và một cái Betty nha. Đây thắng luôn ông này, lên vào 8 và hơn 50 vàng. Găng bà lăng 7 con nè, Fiora 7 con nè. Lên được xong rồi mình lên level là ổn. Lee Sin, Fiora. Bây giờ Ron kiếm Lee Sin có hơi khoai á, thề. Đây rồi, phiêu ra 3. Rồi nha, được thêm 5% đam. Khó đó, khó đó. Hay là giờ mình lên level 3 luôn đi anh em ơi. Lên level mình kẹp thêm con Nila này vào là 6 xong đấu. Cây lên nó quạt chắc cũng chất lượng đó. Và tất nhiên rồi, tăng cơ chính của cái đội hình này thì luôn luôn sẽ là con Mafia. Châu vãi. Ông này là nâng cấp Wukong, nhưng mà chưa có form bài The Raven thần nhân đó anh em. Trời. Phải chịu. Ui. Holy shit. The Raven thần nhân nha mọi người ơi, một cái form bài rất là mạnh luôn và cũng được phát hiện từ bên Trung Quốc về. Và cái form bài này nha là mình đã có làm rồi. Mọi người hoàn toàn có thể bấm vào phần video đã đăng của mình ở trên kênh đó. Mình làm bài này rồi nha mọi người. Tầm 4-5 ngày trước gì đó. Chơi nó cũng khá là giống cái form bài Kayle này thôi. Nó cũng là slow roll, nó tầm level 5, level 6. Và kiếm The Raven 2 sao, kiếm siêu nhân càng nhiều là càng tốt. Và đồ The Raven này cứ vô cực gì khổng lồ hoặc là cuồng đa các kiểu thôi. Quyền năng nữa, mạnh vãi ra. Mọi người thấy không, tướng 3 sao của mình nó nhiều vãi chưởng ra luôn á. Đồ cũng đẹp nữa, mà nó quăng một phát thôi nha, không thấy còn cái gì luôn, tự nhiên mất hết luôn anh em, chống vánh vãi. Ông này là nâng cấp tướng Ash đi chung với đặc nhiệm, mà tự nhiên bỏ Bevit vào làm cái gì ta. Cái này mình thắng được. Ash này carry thì phải đi chung với siêu nhân cơ, giờ cái gì cũng phải kẹp siêu nhân vào anh em ơi thì mới mạnh được. Có thiệt chứ, Ash quân cảnh laser á, không có tuổi luôn với Ash siêu nhân nha mọi người. Như là chắc mình nghĩ là con đó thấy cái trận này có nhiều người chơi siêu nhân quá rồi, nên cũng không có muốn giành siêu nhân nữa. Và thế là mình lại được hưởng. Ấn vệ binh, ấn ngu binh, ấn thường dân, ấn đạo chích. Rất là nhiều ấn thôi, nhưng mà mình lại không cần cái ấn nào cả, mình cần trang bị lớn hơn. Đồ đam thì mất hết rồi, chắc là sẽ lấy đồ tăng vậy nha mọi người. Ui mất cái gì kia, lộn, mất cái thông đạo luôn rồi. Rồi còn cái trang bị lớn cuối cùng này thì mình hấp vậy. Ok, một cái dây chuyền. Tính lấy con Vecord cầm cái dây kia đó, nhầm, cầm cái thông đạo á. Tướng 3 sao cầm thông đạo, châu vãi. Ui lạ ra, phiêu ra. Bây giờ nó thích ra cái kiểu mà tướng mình có 3 sao rồi ta. Cay nhờ. Rồi
Level 7 luôn nha mọi người. Kẹp Nila vào nè, 6 song đấu và 3 siêu nhân, hợp lý chưa? Chắc là mình sẽ roll nốt thôi. Tại vì bây giờ mình lên level mình không biết kẹp cái gì vào nữa luôn á. Thì bây giờ mình lên level mình thứ 1 là mình có thể kẹp tướng 5 vàng vào thôi. Kẹp thêm tướng 5 vàng vào. Hết rồi đó anh, chứ không biết kẹp thêm gì luôn. Trời ơi, cái này nó quạt. Wow. Với cái lõn nâng cấp tướng này nè, Kaylee á, nó đã có 2 ti rồi nha. Mình còn quất cho nó thêm một cái 3 ti nữa anh em ơi. Là định nghĩa 3 ti luôn đó. Bây giờ nó quất một phát á, là ngồi một cái ti chính của nó nha. Nó sẽ có thêm 3 ti phụ nha mọi người. Thêm 3 ti phụ. 2 ti phụ kia á, là 50% đam. Một ti phụ khác á, là 75% đam nha. Tại vì lõi nó là khác. Còn trang bị lớn mình lắp vào á, ngồi tả nó là khác nha. Nhưng mà cách thức hoạt động nó cũng như nhau thôi. Ly sinh nè. Bây giờ mình cứ roll tướng mình bay sao hết cả thôi nha mọi người. Tại vì bây giờ lên level 8, level 9 cũng không biết kịp thêm cái gì luôn. Phơm bài siêu nhân á, thường cái độ hình chuẩn là tầm ở level 6 à. Ủa ơi, ông này level 9 hơn 50 vàng và đang slow roll cái phơm bài Exodia với 5 đạo chích. Vậy là ông mới đồ hủ không? Mới đồ hủ anh em ơi. Leona 2, Nudu 2 sao, có Yacht 2, Ugot, các kiểu Fit Đồ Stick 2, Samira 2. Nhưng mà liệu có thắng được mình hay không đây? Tuyên bố Exodia là không có tuổi nha. Cũng mạnh đấy. Nhưng mà thêm ui, The Raven thần nhân đó. Nó cho luôn anh em ơi. Nó cho đi luôn, đi luôn đi. Này là còn có 9 máu à. 9 máu thắng một The Raven. Ờ, chưa thắng được anh em ơi. Phải là tầm 2 con. Còn 5 máu kìa. Thấy không? Giờ có phơm bài siêu nhân nào không? Mày nó cũng mạnh vãi chưởng ra. Đám Exodia không chịu phát nào. Với lại là mình thấy cái ông đó nổ hũ xong rồi mà vẫn còn ráng giữ cái phơm bài đạo chích đó thì hơi tham lam. Tại vì thường mình nổ hũ xong rồi thì mình sẽ bán hết đạo chích nha. Mình thay tướng 5 vàng vào carry hết luôn. Tại vì đạo chích là một cái tộc hệ mà không tăng bất kỳ chỉ số nào cho tướng cả nha mọi người. Nó khác song đấu, nó khác siêu nhân khi mà tăng đam nè, tăng tốc đánh nè. 6 song đấu của mình á, cứ với mỗi một đòn đánh thường á, được cộng thêm 20% tốc đánh. Và cộng dồn lên tới là 10 lần, tổng cộng là 200% tốc đánh nha. Ôi ôi, ông kia một máu, đang roll đã kiếm up nốt Samira 3 kìa, căng nhờ. Đây, cho Yasuo carry phụ nha mọi người. Nila 2 sao, ok. Ronop nào. Kiếm Lee Sin với lại là găng bà lăng thôi. Lên luôn nha mọi người. Ram đâm một phát lên được Lee Sin 3 sao luôn thì bú. Hôm nay dắt đấu sĩ Gary à, nhưng mà thiếu Soraka. Thấy sai sai. Phương bài này thấy sai sai nha. Phương bài dắt đấu sĩ Gary á, bây giờ phải kẹp thêm admin với lại là Soraka vào nó phụ đam. Chứ một mình con dắt này hiện tại là không thể nào mà Gary nổi rồi. Ui, ông kia combat cái hũ chiến nhờ. Khi nào ông roll được con Samira 3 một phát hoặc là lên được 5 vàng 3 sao cái là mình cút luôn anh em. Mình nghỉ chơi game luôn á. Cả hai ông đều là level 9 cả nha. Mình thì mới chỉ level 7 thôi. Lee Sin, ok. Mình vẫn đang giữ một chút tiền lại á. Mình sợ là nếu mà không thắng được á thì mình sẽ chơi cái kiểu up cấp. Mình bỏ thêm tướng tăng cơ vào cho cái lane nó quạt. Những cái phơm bọng này mình cũng sợ vãi chưởng ra mọi người. Ê. Ô nhưng mà cây lên quạt được nha. Quạt đam lan hơi bị đau đấy.
Ui được anh em ơi, chất lượng thấy chưa, thấy cái form bài nó mạnh như như thế nào chưa, mình có đùa với mọi người đâu, mạnh lắm. Ông này thắng luôn cái ông Exodia kia luôn mà. Ui hai con dinh. Vừa Lee Sin vừa găng bà lăng anh em ơi, một cái một con ở đấy rồi. Lee Sin ba găng bà lăng nào, một con nữa mà chẳng lẽ không ra đúng không, một con nữa mà chẳng lẽ không ra. Không ra thiệt luôn á mọi người. Uầy. Wow. Xui dữ luôn á hả? Không ra thật luôn nè. Không sao nhưng mà con này mình lo được. Con này thì hơi yếu. Ông này gặp mình thì bị khắc khắc chế mà. Tại vì ổng không có con nào bắt được Kaylee. Những cái đội hình khác á như là V-Code nè, The Raven hoặc là Orange Soi á, hoặc là cả Aphelios, Zoe nữa, Viego nữa nha mọi người, thì những cái vị tướng đó nó có thể luồn ra hàng sau, hoặc là sát thương kỹ năng của nó có thể luồn qua cái hàng trước của mình và tới cái hàng sau bắt được Kaylee trước. Nhưng mà riêng ông này là cái hệ đấu sĩ với Zhaxcary thì không có một cái vị tướng nào bắt được Kaylee của mình, thì tất nhiên là mình được quạt free rồi. Quạt free thì Kaylee muốn quạt thì chả bao giờ thua ai cả. Mà còn đúng mỗi một con găng bà lăng này nó không ra nhìn tức thế. Mọi nó chứ cay tới nhau. Không ra găng bà lăng là không ra găng bà lăng mà. Cái con một vàng lại là con không lên mà những con tướng hai vàng khác lại lên. Ảo thật. Mà xin luôn cái ván này nha. Yasuo ba sai ba đồ nó. Nó lóc cho không lót nóc nhà luôn á anh em, lên nóc nhà chơi rồi quên luôn rồi đó, quên chưa. Ok vậy GG tất cả mọi người nha, và tạm biệt anh em, bye bye.